Mặc dù vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhưng dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân đã thu hút được gần 14 nhà đầu tư thứ cấp. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân có quy mô 75 ha, bao gồm diện tích đất của xã Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân, huyện Kim Động và xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi. Dự án có tổng mức đầu tư trên 910 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân phối hợp với sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng trên 98% diện tích. Hiện chủ trương đó, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân đã tập trung nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, sớm đưa cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Để kịp thời bàn giao mặt bằng cho các đơn vị đầu tư thứ cấp, Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đang huy động thiết bị, nhân công, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, phấn đấu hết quý 1 năm 2024 sẽ hoàn thành dự án.